Nói cái nhà, nói cái nhà rõ ràng vậy hồi nãy nói rồi, nói đó không, chắc có lẽ là cái công này nó cũng có cái gì đó tu, nó tu kiểu như lâu rồi đó, nên chắc có lẽ là ông già kiểu như là thấy thương xót cái kiếp nó rồi, như thương xót rồi không muốn quýnh, không nỡ bắt á. Hello, xin chào mừng toàn thể cô chú anh chị, các bạn đã quay lại kênh YouTube của Sama TV cả nhà. Hello cả nhà, chào mừng toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Trời Bí Đốc nha. Thưa nhà, thì hôm nay anh em mình quay lại miếu ông già. Thì lần trước cái nhà mình cũng thấy rồi, là ông già đã quýnh cái bông giả ông già đó mọi người, là hiện hình luôn. Thì cả nhà, thì hôm nay trên kênh của Nguyên Trời, thì Nguyên Trời cũng được một người cô từ bên Mỹ có gửi kinh phí ủng hộ hai anh em mình. Thì cô là tên là cô Linh cả nhà, thì con với lại anh Tú chân thành cảm ơn cô Linh rất là nhiều nha. Thì ở đây con cũng cảm ơn cô Linh rất là nhiều cô ơi. Thì quay về vấn đề hôm nay ở cái miếu này mọi người, thì không biết là khi mà ông già quýnh nó hiện hình, mà không biết là bây giờ nó có bỏ chạy hay là chưa, hoặc là nó ôm thù hận gì thế nào đó không biết. Thì cái nhà, thì ở lần trước khi anh em mình về xem lại thấy ông già xuất hiện và đánh nó hiện nguyên hình rồi, thì hôm nay á, anh em mình trở ra đây chủ yếu là đặt cam cúng kiến thử xem coi nó có còn ở đây hay không, hay là ông già đã đánh nó bỏ chạy rồi. Thì trước khi mình anh em mình cúng kiến á, thì anh em mình sẽ đi khảo sát bên ngoài một vòng, xem thử cái vị trí nào là cái vị trí nó trú ngụ, nếu mà còn ở đây á, để nói chung là mình biết, phải biết là cái vị trí nào nó trú ngụ để mình mới diệt được tận cùng mọi người, để là tìm được nó ở đâu và bắt được nó. Chứ mà nó lẩn quẩn đây mà mình không biết vị trí của nó thì nó trốn, mình đâu biết đâu, đừng kìm bắt không được. Cái nhà thì nói chung thì cái vong này thì cũng cả nhà cũng đã biết là cái vong này là một con sói, coi như là nó cũng thành tinh, nó có phép thuật, nó có thể giả ra được con già, là cả nhà cũng biết là cái kiểu nó tu hành nó lâu năm rồi. Mà em thấy hình như là cái con sói này, như là nó mỗi lần mà đối mặt với ông già hình như nó rụt rè, nó sợ, nó không có dám phản công. Mà anh cũng thấy là nó cũng muốn sực lại, để muốn sực lại, nhưng mà kiểu như nó chuẩn bị là ông già quýnh nó rồi. Cái nhà thì riêng về cái vong của cái con sói này thì để anh em mình sẽ theo dõi nó, chứ hiện bây giờ thì không biết như thế nào. Nói chung thì anh em mình về cái vấn đề mà bắt cái con sói này thì hiện giờ là làm khó cho anh em mình nữa cả nhà. Thì để từ từ xem thử như thế nào, và trước tiên là mình phải tìm một vị trí của nó là ngủ ở cái thân cây nào, hoặc cái góc nào ở trong cái khu vực miếu này, thì để nếu mà biết nó ở đó phải không, mình cúng kiến mình có thể dàn chặn bắt nó, thì cái cơ hội bắt nó sẽ cao hơn khi mình cúng kiến ở một cái nơi nào đó thì không biết nó ở đâu, mình đâu bắt được đâu. Thì cái nhảy có lẽ bây giờ anh em mình sẽ không về vòng nữa, anh em mình sẽ đi một vòng bên ngoài và xem thử hôm nay gặp nó hay không mọi người. Thì cả nhà, thì giờ hai anh em mình xin mời cả nhà đi nha. Rồi cả nhà. Rồi cả nhà. Thì bây giờ hai anh em mình sẽ tiến ra bên ngoài và xem thử hôm nay quay được cái con sói này hay không. Thì nói chung hôm nay anh em mình sẽ quay cam màu để cho cái nhà mình xem dốc dáng thật sự của nó thế nào, tại vì quay cam ngoại thì đôi khi anh em mình thấy là không có nhìn kỹ lắm, không rõ. Thì cả nhà, thì riêng về cái cam ngoại thì cả nhà thấy cái gương mặt của nó là đen xì, có đỏ đen thui à, cho nên anh em, kể cả anh em mình cũng thấy không rõ nữa đó. Thì hôm nay anh em quyết định là quay cam màu để vì khi có thấy được nó thì cả nhà xem cho nó kỹ cái hình hài của mặt á. Ồ, thì vậy còn vỏ không ạ? Thì bây giờ có lẽ anh em mình sẽ cố gắng tìm ra cái vị trí mà con sói này ở mọi người, để có thể biện pháp nào đó để bắt, hoặc là cũng
kiểu như mình biết rồi thì ông lão, ông già ông sẽ cũng sẽ biết, và ông có lẽ sẽ có một biện pháp để bắt cái con quỷ đầu sói này cả nhà. Hôm trước ông nhà quýnh hành hình hôm nay biết thì sao? Không biết là con ở đây không? Là bỏ chạy luôn. Bỏ chạy. Tại vì hôm đó là khi anh em mà cầm ra mình thấy là coi như ông lúc mà ông già chuyện tình, ông già cũng nói gì đó nhiều lắm. Nói chuyện đó. Chắc lẽ là hôm nay quýnh mày rồi, xong mày hẹn nguyên hình rồi, rồi tha mày chứ mày cút đi chỗ khác. Nhưng mà em thấy cái tính cách của cái vong con sói mày giả ông già này nó còn lì. Chắc nghĩa ông già chưa đi đâu, tại vì em thấy nó lì lắm. Mỗi lần ông già xuất hiện ra quýnh nó cũng mà một hai lần chứ bộ. Và nó không có biến nguyên hình, diện nguyên hình nó cứ giả ông già nữa. Là biết nó lì cái nào rồi. Quá mùa hông. Ở khu vực này mới mới đắt cái này mọi người, mới cắt lúa nên mùa hông quá trời mùa hông. Vòng vòng này là biến ngay vô cái thang cây này. Dạ. Yeah. Không để ý khúc đó nữa. Thì nó biến hình như đứng đâu đây nó biến đây nè. Thì nó ai để cái ghế cho nó. Cái thang cây này lúc trước cũng có người cứu kiến đây nha. Biến vô đây. Thấy biến khúc này mà không biết biến đâu. Còn cái gốc cây nè mọi người. Là trước đây cũng có một người nói cho mình biết là trước đây có một cái vong một cậu bé gì đó mắc ở gốc cây gáo này nè. Ê, anh Nguyên. Gì cũng tư ra. Ê, nó hay gì á. Ê, nó hay gì á. Tại giống quá không biết phải không à. Cái cắn. Ừ, hơi xa. Nó thấy phức phức vô gốc cây nè. Mới thấy đứng đây, không biết phải là cái vòng đó này, biết phải là cái vòng của sói. Mà thấy em thấy nó đi cái kiểu như cà bò đó. Nhảy nhảy bò đó. Đi vừa qua gốc cây là thấy phức có từ. Có lên cây không? Thấy cái bò rồi nhảy. Ở đây nhan nhóc nha Quy. Thì nha ngay đốt người bỏ nhóc chân. Trên này nè. Cúng trên nè. À, kệ ông đóng luôn rồi. Để nó đóng luôn. Cúng trên này. Nó rất không đóng luôn. Kiểu như người ta không cháy nên nó nhổ ra. Đúng rồi, mấy cái nhang này cũng bỏ luôn. Thì anh em mới thấy một cái bóng dáng trắng trắng mà nó đi cà thọt. Nhảy không biết là phải không mọi người. Tại vì có vẻ hơi xa nên có gì anh em mình sẽ xôm là cái đoạn nó hơi gần. Cho cả nhà mình xem kỹ có phải là cái con sói đó không mọi người. Ừ, cái nhà hai nơi mình cũng thấy rõ, chỉ thấy trắng trắng thôi chứ không biết là cái đó là cái gì. Nếu mà mình quay ra hôm ngoại thì thấy rất là rõ luôn. Đúng rồi, di chuyển các bạn. Còn quay cam màu này xa đứng gần thì thấy rõ, nhưng đứng xa là không thấy rõ. Cái ngược lại. Còn quay cam hôm ngoại thì xa vẫn thấy rõ mọi người. Thấy cái vong này lẹ quá, không thấy rõ. Cái cây này còn sống hay chết, thấy cái nến cu queo hết trơn ta.
sống có lá mà xong bên đây khu béo chân nhánh này mà cái này cái gì ta ta phải cái kéo hả lá nó dừng nè lá nó nè à cái kéo nghe tiếng nói chuyện đầu bên trước bên kia xa lắm. Rõ ràng vậy là hồi nãy nó rồi nói nó đó để này thay thế nào út thay thế cái tay đang thổ lùi luôn rồi ai chữ quá trời lúc bên kia nghe chữ ừ, nó đây nè nó biến nó tiêu vậy mới thấy đó mà thấy nó ngồi nó mà ê, đi kiếm đây kiếm đây cả nhà anh em mới thấy nó ở trên đây nè giờ quay lại mất tiêu mới tính đến gần coi xem nào mà mỗi cái con hành tinh không biết mà quýnh phép thấm không tại sao vong linh thì quýnh được còn thành tinh thì không biết sao thì vậy, nếu mà như vậy chắc có lẽ nó đang ở đây rồi nó còn ở đây nè mà nãy giờ em thấy hình như nó xuất hiện ở cái gốc cây này không nè cây này hôm trước là dấu bà già đây nè ừ nó xuất hiện cái này một lần và trên cây nó một lần thì nó cũng ở gốc cây này có ở đây không ta tại cái gốc cây này em thấy không rất là nhiều vong linh mình quay á thường ở cây không leo lên cây ngồi lên cây này nọ cũng ở cây này không lúc trước á là cái vong này cái vong quỷ này quỷ sói này đã bắt vào phong ấn bà già rồi ừ mà bây giờ nó lại xuất hiện ở đây nữa nè chắc có lẽ nó ở trong cái chỗ này rồi đó anh em mình nghi ngờ là nó ở cái gốc cây này rồi thì bây giờ mà muốn biết chắc chắn thì bây giờ anh em mình sẽ đặt cam và cúng kiến xem nó có ra hay không và nó xuất hiện từ đâu đúng không muốn biết là nó xuất hiện từ đâu á phải là đặt cam cũng ở đây nếu mà nó từ trong thân cây mà nó ra thì chắc chắn là ở trú ngụ trong thân cây này thì thôi không mấy bây giờ anh em mình tạm ngưng để chuẩn bị và cúng đi ok anh em mình sẽ tạm dừng máy mọi người thì ok nhỉ thì nói chung anh em mình nghi ngờ ở gốc cây này thì bây giờ anh em mình sẽ cúng kiến cái đặt cam ở gốc cây này xem thử cái con sói này xuất hiện không mọi người thì cả nhà thì coi như hồi nãy là anh em mình nghi ngờ cái gốc cây này nhưng mà anh em mình đặt cam mà cúng một bên nếu mà nó thật sự nó ở trong cái thân cây này là nó sẽ xuất hiện từ thân cây này ra đúng không ừ tại vì nó mình nghi nó trú ngụ đây thì bây giờ anh em mình cúng kiến và xem thử thế nào cả nhà cái nhà thì cái vong này là ở lần trước ấy, bị ông già đánh có lẽ là bị mất linh lực hay sao mà nó hiện nguyên hình luôn rồi nó không chắc nó có không thể biến thành ông già giả nữa không chắc ông nghĩ là khi mà ông già quýnh nó hiện nguyên hình chắc có lẽ ông già đã nói gì rồi nó không dám giả nữa có lẽ là cái lúc đó là thấy ông già nói chuyện nói chung là trước khi quýnh nó cũng có nói nó gì rất là nhiều nhưng mà nó không phản ứng nữa nha nó cũng có phản ứng nữa đứng đó luôn cũng không chịu không thì xéo qua đây mới chịu cũng có quay cái chắc có lẽ là ông già đã nói cái gì đến sói này mà sói này không dám giả ổng nữa mà vì sao mà ổng không bắt luôn nè nó lạ nè thì cái nhà thì coi như là hai anh em mình là không biết như thế nào mà ông già không bắt
chỉ là kiểu đánh răn đe thôi. Ừ. Không, chắc có lẽ là cái công này nó cũng có cái gì đó tu. Nó tu kiểu như lâu rồi đó. Nên chắc có lẽ là ông già kiểu như là thấy thương xót cái kiếp nó rồi, như thương xót rồi không muốn quýnh, không nỡ bắt á. Dạ, dạ. Dạ. Thấy gì không? Không. Kiểu cảm giác bị cái tay trắng lên cổ á. Anh vậy đó. Mà sao không thấy ai cho ta? Thì mọi người ơi, thì cả nhà mình hãy comment và cũng như là cả nhà mình đã thấy điều gì. Tại vì anh em mình có cảm giác là bị một cái bàn tay trắng lên cổ và xô anh em mình tới. Thì ngoài ra khi mà ngoái lại thì anh em mình không thấy mọi người. Thì cả nhà thôi bây giờ anh em mình xin tạm dừng khỏi chỗ này và anh em mình vào cái miếu cả nhà, chứ giờ gọi đây ớn quá. Không biết là chắc có lẽ ở đây là cái nơi của nó hay sao. Đó, anh em mình cái gì ạ? Nghe có cảm giác là lạnh 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 sau lưng. Dạ. Yeah. Chắc có lẽ ở đây là cái nơi của nó rồi mọi người. Thôi giờ anh em mình sẽ tạo lên mặt nha mọi người. Bây giờ anh em mình vô miếu cả nhà.
Cái nhà ơi. Dạ. Thì nãy giờ anh em mình ra bên ngoài không biết là cái nhà mình có thấy cái con sói đến đây nó hưởng nhang không nhà. Thì cái nhà thì từ sớm thì anh em ngồi xuống trong miếu không dám ngồi. Thì cả nhà xem cả nhà có thấy cái vong của con sói xuất hiện thì cả nhà hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Thì chắc lẽ đến đây anh em mình xin kết thúc video. Hẹn cái nhà mình tập sau nha. Cả nhà thì nếu mà cả nhà yêu quý anh em mình thì cả nhà hãy đăng ký kênh, bật chuông lên để nhận được những video mới của anh em mình nha. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video nhé, nha. Bye bye.